Năm tháng trôi qua, chức năng của thận dần suy giảm, gây ra các chứng như đau lưng, mỏi gối, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu. Với chiết xuất từ các thảo dược Sâm Nhung Bổ Thận Trung Ương 3 dùng cho cả nam và nữ trong các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sâm Nhung Bổ Thận Trung Ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Tại Goodie, nơi hội tụ tinh hoa chất lượng với những nguyên liệu thường hàng và hoàn toàn tự nhiên. Bánh quy cao cấp Goodie, đẳng cấp từ chuyên gia. Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 24 giờ trên Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình hôm nay sẽ có các thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ hai đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng. Quảng Nam bất cập trong việc tu sửa nhà cổ ở Hội An. Đa cấp bất động sản trắng tay vì ham làm giàu nhanh chóng. Mở đầu chương trình hôm nay là các thông tin an ninh trật tự, an toàn xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, vào chiều ngày 15 tháng 11, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ cướp tiệm vàng bằng súng xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, hai đối tượng nam giới đi trên một xe máy hiệu Wave màu đen đến trước tiệm vàng Thông Phương tại ấp Xuân Thới Đông 1, huyện Hóc Môn thì dừng lại. Lúc này, đối tượng ngồi sau tiến vào bên trong tiệm vàng, nổ liên tiếp nhiều phát súng đe dọa chủ tiệm. Sau đó, đối tượng này dùng một vật cứng đập tủ kính, lấy lượng lớn vàng rồi tháo chạy cùng đồng bọn về hướng quốc lộ 22. Nhiều người dân sinh sống tại khu vực cho biết, họ nghe thấy hai phát nổ như tiếng súng phát ra từ tiệm vàng. Cùng ngày 15 tháng 11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị thương rất nặng do gặp tai nạn trên biển, được tàu 1011 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đưa vào cảng Hòn La. Theo đó, lúc 18 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11, tàu QN98056 do ông Phan Mua, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng, cùng 11 thuyền viên đang đánh cá trên vùng biển Quảng Bình, cách cảng Hòn La gần 60 hải lý thì bị sự cố tai nạn xảy ra. Trong lúc hành nghề, gió thổi mạnh nên tời cần cẩu va đập mạnh vào một thuyền viên, gây chấn thương nghiêm trọng vào phần đầu, mặt, gãy một cánh tay và khả năng cao bị hỏng hoàn toàn mắt bên trái. Nạn nhân là anh Lê Quang Văn, sinh năm 1987, quê ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng quân y sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã sơ cứu nạn nhân, vệ sinh vết thương, truyền thuốc kháng sinh. Nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường truyền thông để đảm bảo an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh khi sinh con. Theo Bộ Y tế, trong những ngày vừa qua, trên các báo liên tục đăng tải bài phản ánh về một trường hợp trẻ sơ sinh tử vong sau khi mẹ bé tự sinh tại nhà ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Để đảm bảo an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tăng cường truyền thông về sự cần thiết phải đăng ký quản lý thai nghén và đến sinh con tại cơ sở y tế. Nhấn mạnh nội dung của việc tự sinh con tại nhà theo trào lưu thuận tự nhiên là thông tin phản khoa học và gây ra những hậu quả nguy hiểm cho sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, thậm chí tử vong khi tự sinh con tại nhà mà không có sự theo dõi, hỗ trợ của cán bộ y tế. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa lũ, người dân và chính quyền Hội An, tỉnh Quảng Nam lại nơm nớp nỗi lo xuống cấp ngày một nghiêm trọng của các ngôi nhà, điểm di tích trong phố cổ. Mặc dù công tác duy tu sửa chữa luôn được thực hiện kịp thời, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Với địa thế nằm ở vùng rốn lũ của hạ du sông Thu Bồn và Pu Gia, gần như năm nào thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũng phải hứng chịu tác động của bão lũ. Trong khi đó, tính đến năm 2019, đã có 36 di tích xuống cấp, trong đó có 7 điểm xuống cấp nặng. Tuy nhiên, do thiếu sự phối hợp từ phía chủ nhà, do chưa xác lập được quyền sở hữu nên đã gây khó khăn cho việc tu sửa. Để bảo vệ di tích, thành phố Hội An đã đứng ra tu sửa những căn nhà xuống cấp dù chưa được sự đồng thuận từ phía chủ sở hữu. Chính quyền thành phố cũng kêu gọi người dân cần phát huy vai trò chủ động gìn giữ giá trị di sản. Tại Phú Yên, sau khi báo chí và mạng xã hội đăng tải về những vị trí xuất hiện đá ba gian dạng cột như gành đá đĩa tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, nhiều người dân và du khách tìm đến đây để tìm hiểu, khám phá, chụp ảnh. Tuy nhiên, do đây là khu vực khai thác mỏ vẫn đang trong quá trình hoàn nguyên môi trường, việc nhiều người tìm đến đây tiềm ẩn nhiều mối nguy cơ do sạt lở đất đá rất nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa này. Đơn vị khai thác mỏ đá đã tiến hành cấm các biển cảnh báo để khuyến cáo người dân không vào vị trí mỏ. Ngành chức năng khuyến cáo người dân khu vực này sau khi được đầu tư bảo vệ khai thác mới có thể phục vụ nhu cầu tham quan.
Thiếu tập trung, thiếu năng lượng, thiếu tỉnh táo, đã có nước tăng lực number one. Nạp nhanh năng lượng, tỉnh táo tức thì, cho hiệu quả làm việc tăng cao. Nạp nhanh năng lượng, cho những màn trình diễn chuẩn xác đỉnh cao. Hãy hút number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. Ăn cay nóng, bạn hứa tươi tắn. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh với 9 loại thảo mộc tự nhiên. Nhảy nóng, luôn tươi tắn. Trời nóng, luôn tươi tắn. Quẩy nhiệt, luôn tươi tắn. Dr. Thanh, không lo nóng trong người, tươi tắn bên ngoài. Trận Bạch Đằng là quân Nam Hán xâm lược. Trời ơi. Mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Number one cola mới. Với caffeine, taurine, inositol. Và vị cola mới. Đây sảng khoái. Thật tỉnh táo. Hey. Sống bực đàn vật cuộn cuộn chạy như lòng quân ngô quyền. Chẳng hề nao núng cộng đã sẵn sàng đắm thuyền địch lộ. Quân ta thắng trận Bạch Đằng oai hùng. Ngon quá. Number one cola mới. Cuộn trào sảng khoái, tỉnh táo tức thì. Nắng nóng. Đường xa. Trời, homestay mình book đây á. Căng thẳng mệt mỏi quá. Hãy uống trà xanh không độ. Từ những lá trà xanh Thái Nguyên, giàu chất EGCG, chống oxy hóa, cho bạn sảng khoái. Cùng giải nhiệt cuộc sống, cùng sảng khoái. Cùng trà xanh không độ bên ngôi nhà thiên nhiên, ta sẽ có phút giây thư giãn với bạn bè. Trà xanh không độ, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Những cơ hội trên trời rơi xuống hay những lời mời đột ngột kể cả từ những người thân quen đều có thể là nguồn cơn của lừa đảo, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Ý kiến nhận định này đã đúng với câu chuyện của công ty địa ốc Alibaba, công ty lừa đảo kinh doanh bất động sản theo mô hình đa cấp được cho là lớn nhất Việt Nam vừa bị triệt phá. Nhiều người vì mong ước thu về nguồn lợi khổng lồ đã phớt lờ tất cả và trở thành chân rết trong mô hình kinh doanh theo kiểu đa cấp. Và hậu quả là họ phải chịu thiệt hại với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng và có rất ít cơ hội để thu hồi được số tiền đã đầu tư. Cảnh báo đến quý vị về những rủi ro khi đầu tư vào mô hình bất động sản đa cấp cũng là nội dung tiểu mục vấn đề hôm nay đề cập đến. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 18 tháng 9 năm 2019, dư luận và giới đầu tư kinh doanh bất động sản xôn xao khi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch công ty cổ phần địa ốc Alibaba để điều tra liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Alibaba. Tiếp sau đó, chiều 24 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Thái Luyện. Đã có tới 6.700 khách hàng bị lừa với số tiền lên tới 2.500 tỷ đồng. Công ty Alibaba là nói là đầu tư chỉ là lấy lợi nhuận thôi. Quá 12 tháng là thất thì lấy số đó. Đó là cái hình thức họ lấy tiền của mình để họ đầu tư cái khác. Nhân viên họ thuyết phục, họ nói là anh cứ để nó đi sẽ có lợi. Bước đầu chúng ta đã khởi tố vụ án, khởi tố đối với các cái đối tượng đúng người đúng tội và sẽ tiếp tục để mở rộng vụ án đối với các tỉnh. Chúng ta làm triệt để đối với cái vụ án này, thông tin cho giới dư luận nắm bắt được. Để biến bất động sản thành hàng hóa kinh doanh đa cấp, Alibaba đã bất chấp quy định của pháp luật, sẵn sàng thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Theo đó, công ty Alibaba đã thu mua 600 hectare đất nông nghiệp. Và chỉ với 600 hectare đất đó, lãnh đạo Alibaba cùng đội ngũ nhân sự vẽ ra 43 dự án ma, tập trung tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận. Hàng ngàn người đã bỏ tiền mua những sản phẩm bất động sản không có giá trị pháp lý này vì tin vào những quảng cáo có cánh, những cam kết lợi nhuận hấp dẫn mà không ở đâu bằng. Mức chiết khấu rất cao nếu mua nhiều sản phẩm, và đặc biệt là ăn hoa hồng lớn nếu mời thêm được người mua. Theo các chuyên gia, đây chính là điển hình của hình thức kinh doanh đa cấp. Điều 5 Nghị định 40 năm 2018 quy định thì cái loại hình mà hàng hóa dịch vụ là bất động sản là không thuộc vào cái loại hình mà kinh doanh đa cấp. Kinh doanh đa cấp là cái thuật ngữ nói theo cái kiểu như là cái hoạt động mà lừa đảo. Hàng có khả năng rơi vào tình trạng mất trắng, không thể nào thu hồi được số tài sản mình đã thu hồi. Mặc dù pháp luật, ở góc độ pháp luật thì pháp luật luôn ở nghĩa vụ thanh toán thì buộc cái bên mà có nghĩa vụ thanh toán hoặc là xử lý tài sản để làm sao để mà về góc độ về quy định pháp luật là phải trả lại cho khách hàng. Nhưng về mặt thực tế, điều kiện thi hành nó không còn nữa thì cái khả năng mất là rất là cao. Giúp nhà đầu tư giàu lên nhờ bất động sản, những lời quảng cáo có cánh khiến nhiều người lọt bẫy. Điều đáng nói là trong lúc cơ quan điều tra đang tập trung xử lý, làm rõ vụ việc của địa ốc Alibaba, thì tình trạng rao bán bất động sản bánh vẽ cũng vẫn diễn biến phức tạp.
điển hình như dự án Phước Hòa Garden, Bà Rịa Vũng Tàu, dự án khu dân cư Tam Phước, tỉnh Đồng Nai, hay mới đây nhất là vụ việc công ty Angelina đã dựng lên nhiều dự án ma trên đất công cộng, đất trong quy hoạch tại quận 9, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Những hành vi này gây thiệt hại cho người dân, ảnh hưởng tới thị trường bất động sản lẫn công tác quản lý đất đai xây dựng. Không có cái giấy tờ như thế mà họ đưa ra để họ mời chào người dân, thế thì rõ ràng là điều tra sâu hơn nó sẽ phát hiện ra những cái chuyện như vậy. Nhưng rõ ràng tôi thấy ở đây này, có một cái khoản lợi khổng lồ ở chỗ này thì nó mới làm như vậy. Mà muốn có cái khoản lợi khổng lồ như thế này thì nó có rất nhiều chuyện phía sau và dính rất nhiều đến cơ quan quản lý của chúng ta, đến những cái con người cụ thể quản lý những cái công việc đó của chúng ta. Chứ không đơn giản, không phải một người làm được chuyện này đâu. Nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý người mua, thì lúc đó sẽ ảnh hưởng thì rất lớn đến thị trường bất động sản. Và cái câu chuyện này là cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước một phần, là đặc biệt là địa phương. Thực tế, việc vẽ dự án ma bán đất nền là không có gì mới. Với Alibaba hay những công ty hoạt động kiểu đa cấp bất động sản thì chỉ khác ở chỗ chính họ tổ chức việc mua đi bán lại và cam kết lợi nhuận đối với các giao dịch này. Làm sao để khách hàng không còn là nạn nhân của đa cấp bất động sản? Câu trả lời chính xác sẽ rất dài dòng, nhưng tóm tắt lại thì rất đơn giản. Đừng chỉ chăm chăm vào lợi nhuận mà đầu tiên khách hàng hãy quan tâm đến tính pháp lý của dự án. Không có pháp lý đầy đủ, mọi lời hứa về lợi nhuận chỉ là hư ảo. Và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hiếu Nghĩa xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.